Hello everyone, welcome back to my channel. Hôm nay mình chơi 8 tựa game tổng hợp. Đầu tiên sẽ là Poppy Mobile nhé. Ok vào game nào. New game luôn. Độ các bạn intro nhé. Ok, nhập mật mã nào. Ok. Giới thiệu mình sẽ lấy cánh tay màu xanh ở trong cái tủ này nhé. Ok, mình cũng lấy thêm màu xanh này. Ra ngoài đây. Đi vào đây nhá. Đấy, trong căn phòng này. Ok. À, đây có biểu tượng bàn tay màu xanh này. Đấy, cái khóa. Đi vào đây này. Mở điện nhá. Ủa, mình thấy nó mất điện rồi. Wow, không mở được. Ok, cái điện này. À, đi ra ngoài tiếp tục nhá. Bây giờ mình mở tiếp phòng này ra. Ok. Bây chu. Vừa đang xem có gì không? Nó cứng. Đây này cột thang nè. Ở đây có cái gì đâu? Cục gì đây? Mình cần 4 cục nhá. Trong đây, ở đây có một cục màu vàng này. Màu xanh nữa này. Hình như mình còn thiếu. Ở đây rồi. Ok. Quay lại chỗ cũ này. Đây có cánh cửa. Mở cánh cửa luôn này. Wow, cánh tay kìa. Như kia cái nhà màu đỏ ấy. Ok. Yeah. Mở cánh cửa ra này.
Đi vào đây nha. Mình sẽ đấu điện. À, không phải đúng rồi. Đúng lại này. Đây mà. Ô. Vâng, vâng cái cột này mới được. Ok. Và hầm tiếp tục nè. Nào lại có cột thang. À, kéo được sang luôn này. Hình như lại phải đấu điện rồi. Có cái cân bằng. Đây, có qua hai cột này. Đâu có gì đây. Điện chạy đâu? À, chạy xuống đây, chạy đây. Điện nó chạy xuống đây. Không có hiện tượng gì. Ai mở rồi. Ô, nó đang sản xuất đồ chơi này. Ok, mình sẽ lấy con gấu này. Notebook đi. À, nhà cánh cửa nha. Đi vào đây xem nào. Bobby này chạy thôi. Wow.
cực chạy. Ok, mình sẽ sang Poppy chat cho chú nha. Ok, play, mình sẽ load game này. Ui. Nhiều thế. Rơi xuống luôn này. Mommy has a
Coi là mở đâu. Mình lên trên đời. Ôi, không nhảy được lên này. Sao mà nhảy xa được như thế này? Welcome to Cyber Hackers Mod Menu. Enjoy playing. Mình mua skill rồi. Keep it. Shotgun nha. Đây chú. Ok. Tiếp tục chiến đấu với bà Granny.
Lấy học khơi. Xông hơi bây giờ này có cái gì không? Còn là có cái nào? Răng. Bắt tờ khi tìm cách điện này. Bảo lấy xuất hiện quá thần linh luôn nha. Là thứ ba. Để một cuốn sách luôn. Mà văn phòng kia lấy cái chìa khóa tầng hầm trước này. Spy được cây ở trong văn phòng kia này. Đây có gì không? Không có gì luôn này. À chỗ này. Cà cây. What? Không có gì trong đây. Ý chà. Tìm cái búa. Vào gần đây xuống đây đi. Xuống đây đi nào. Rồi ok.
tục lên tầng nhé. Chưa thấy bà xuất hiện. Đây rồi đây. Ok, mở cái này này. Weapon key. Ôi dồi. Ngày thứ tư.
nào. Con đi đâu rồi? Không thấy bà ấy luôn nè. À, ngoài này cơ mà mình nhận đi vào tận trong đây. Như cái này là chìa khóa điện sao? Phát thực hơi. Đấy. Đây, cái kìm đấy nha. Em mình sắp đồ đồ ra khỏi đây rồi sao? Búa trên tầng nữa. Ok. Cắt điện luôn nè. Có rè đâu nhỉ?
Mét cờ ra. Đặt mấy cái cờ chỗ nào không biết. Có rồi, tìm đây. Còn thiếu cái con này nữa. Chỗ này có. Chỗ này không có luôn này. Tìm nữa nè. Có rồi. Có rồi rồi. What? Không biết nào. Ui. Thank you.
What? Trời. Nơi cô lè đâu. Từ lát đây. Thank you.
Tiếp theo mình sẽ chơi Poppy Chapter 2, tập thứ 3. Bỏ qua phần quảng cáo nhé. Whoa.
Ok, mình sẽ chơi Avenon. Đồng xu. Trời ơi. Bà đập cho mấy phát té mau ơi. Thứ hai nhá. Ok, chạy thôi. Smell cap. Xuống lát đây. Mà cửa to lên tầng rồi. Chapter 2.
Bình xăng mình kéo như thế này. Tiêu diệt luôn. What?
Buri. Nhanh chưa này? Kịp luôn à. Game over. Okay. Rani 3. Thứ nhất nhé. Ok, chìa khóa nào. Lục bình. Okay.
Không thấy xuất hiện luôn này. Hello. 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 Wow. Xem trong quán này có gì nào. Ui. Mãi mới ra. Đang đi xuống lại luôn này.
Nhà kho đâu nhỉ? Chim Ôi, thôi mà chị, em có làm gì chị đâu mà. Này thấy đâu này.
ok, lên tầng 3 luôn. Rồi này. Ba muốn okay. Cái bộ mình sẽ đi game saloon. Thấy cái gì đây?
đỉnh phần về xuống người. Spawn. Sẽ dịch cắt vào đâu nhỉ? Thử xong đây rồi. Ngày thứ ba. Ôi, bác đi ra kìa.
Này thính thế. Mở mấy cái cửa nó chạy vào được ngay được rồi. Khoan Granny. Luôn không có người này. Xin luôn có người đâu. Tại cái bà nó thính quá. Hơi động tí mà nó chạy ra. Này chơi chế độ mắc thì thua. Quá khủng khiếp. Rồi nhanh thế. Ok, mình tiếp tục video ở đây nha. Hẹn mọi người ở video sau nha.